Thưa quý vị, một chiếc tàu đánh cá của Hàn Quốc khi đang đánh cá tại vùng biển của nước này thì bất ngờ bị bốc cháy vào sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu có 6 lao động là công dân Việt Nam, trong đó có 5 người ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện đang làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc thông qua con đường xuất khẩu lao động. Cho đến ngày hôm nay thì các gia đình của các nạn nhân vẫn đang hết sức lo lắng vì chưa nhận được thông tin gì về người thân của mình. Theo thông tin từ gia đình các nạn nhân, thời điểm tàu bị cháy, trên tàu có 12 thuyền viên, trong đó có 6 công dân Việt Nam, 1 người ở tỉnh Hà Tĩnh và 5 người ở tỉnh Quảng Bình. Sau khi nhận được thông tin, các gia đình đã khẩn trương thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về công tác cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào về người thân. Mong các cơ quan đoàn thể cố gắng tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho riêng gia đình chúng tôi cũng như tất cả mọi gia đình khác để nếu mà tìm ra được xác của cháu cũng như anh em tạo mọi điều kiện để cho tất cả mọi gia đình qua bên để đón cháu về. Chủ điện về 7 giờ nói cháu rửa đưa đến trường không biết có tin tức gì. Thì mong muốn của gia đình là nếu tìm được thì càng tốt, muốn tìm được thì tìm xác đưa cháu xác nhau về rồi. Em nghiệm được ăn được nữa. Được biết, ngoài một lao động quê ở tỉnh Hà Tĩnh thì 5 người còn lại đều ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, bao gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tiến Ninh, sinh năm 1987, Nguyễn Văn Viện, sinh năm 1974, Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1994, Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1995. Cả 5 nạn nhân này đều có mối quan hệ họ hàng huyết thống và đã có nhiều năm lao động hợp pháp tại Hàn Quốc với nghề đánh bắt thủy hải sản. Phía bên nước sở tại thì đang còn thực hiện tìm kiếm. Tôi đây sẽ có cái văn bản chính thức của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các ngành chức năng thì chúng tôi sẽ có cái phối hợp về các cái thủ tục pháp lý cũng như cái hỗ trợ để đưa cái theo cái yêu cầu của phía Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình người bị nạn, đồng thời phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ hướng dẫn các gia đình có người thân gặp nạn về các thủ tục pháp lý để có thể sang Hàn Quốc sớm nhất để giải quyết sự việc.